con đi trồng cây chơi nha, để mẹ dọn dẹp nha. Cho con đi trồng cây chơi á, đi đi. Cho con mẹ nhặt mấy cái rác rưới rồi nó xung quanh đây này, rồi khi nào mẹ về rồi mẹ đóng về. Đấy, cho con trồng cây chơi này, con đi đi. Con đi đi. Rồi, đi chơi đi con. Mẹ làm ở đây đã. Sao con? Hả? Đi đây mày xem nào. Đi đây, vào đây. Xem nào. Để ấm đây cho mát nha. Vào đây. Con biết lại con ỉa phải không? Con ỉa phải không? Con ngại hả? Đang đông người con ngại à? Thôi quá. Giờ làm sao? Mẹ xem nào. Con muốn về thay quần không hả? Con về thay đồ nhá, mẹ về mẹ tắm cho con nhé. Con ở đây đông người con ngại phải không? Mẹ đưa con đi về nhá, nhá. Đi nào, đây, mẹ chở con về thay đồ nhá. Trong vườn.
đứa đi, mày đứa đi. Đứng đây, đứng đây. Tắm rửa sạch sẽ rồi đó, thơm thơm rồi đó, không phải mắc cỡ nữa đâu, mày xấu hổ nữa đâu. Thơm rồi đó, mẹ thấy thơm rồi đó.